Cơ Nguyên Tử Gia Phái xin chào anh chị ạ. Video hôm nay chúng ta sẽ nhắc đến top 7 cơ nguyên tử 150kg phổ biến nhất trên thị trường hiện nay. Đầu tiên thì chúng ta sẽ nói về hình dáng của dòng cân bằng điện tử anh chị ha. Để giúp anh chị phân biệt đây là dòng cân bằng điện tử nè. Nó sẽ khác biệt nhiều với dòng cân sàn điện tử hay dòng cân đếm điện tử hay dòng cân tính tiền điện tử chẳng hạn. Với dòng cân bằng điện tử 150kg này có tất cả bao nhiêu dạng cân trên thị trường anh chị? Có tất cả là 3 dạng cân anh chị ha. Đầu tiên thì dạng cân bằng điện tử số 1 là dạng cân sử dụng trong điều kiện thông thường, nghĩa là trong môi trường khô, không có hóa chất, không có nước. Rồi, dạng cân thứ 2 là dạng cân chỉ có bàn cân bên dưới là inox chống nước chống rỉ thôi. Rồi, dạng cân thứ 3 là cả đầu cân bên trên lẫn cái bàn cân bên dưới đều chống nước chống rỉ tốt, để sử dụng trong những công ty như là công ty chế biến thủy hải sản, hay là những công ty đóng bao phân bón, hay là được dùng tốt trong những cái lò giết mổ gia súc gia cầm anh chị ha. Và bây giờ chúng ta sẽ đến top 7 cân điện tử 150kg phổ biến nhất trên thị trường hiện nay. Đầu tiên đó là dòng cân bàn điện tử A12 của thương hiệu Yahua Trung Quốc. Và đâu là lý do để chúng ta chọn mua cái dòng cân A12 này? Đầu tiên, Yahua là một thương hiệu rất nổi tiếng từ Trung Quốc anh chị ha. Thứ hai, mã A12 này rất rẻ, gần như là rẻ nhất của dòng cân Yahua cho nên giá cả rất phải chăng. Thứ ba là cái màn hình của cân này màn hình LCD cho nên tiết kiệm pin lắm. Anh chị đặt mục tiêu là anh chị cần một cái cân điện tử đơn giản và sử dụng thời gian sử dụng pin lâu nhất á, thì anh chị cứ yên tâm chọn mua mã A12 này đi. Kế tiếp nữa là pin của dòng cân này rất dễ mua và rất dễ thay thế luôn. Và sử dụng cái dòng cân A12 này cực kỳ đơn giản, chỉ có tắt mở khởi động và cân trừ bì và cân hàng hóa mà thôi. Nó đơn giản, cho nên là những anh chị nào mà cần một cái cân đơn giản, giá rẻ, tiết kiệm pin của một thương hiệu Trung Quốc nổi tiếng thì anh chị cứ yên tâm mua cái dòng cân A12 này. Và bây giờ chúng ta sẽ bước sang cái dòng cân thứ hai, đó là dòng cân XK3190T7E. Và so với dòng cân điện tử A12 thì dòng cân XK3190TBE này có đáng chọn mua hơn hay không? Đầu tiên thì cái cân TBE này giá nó sẽ nhiều tiền hơn cân A12 rồi, tất nhiên rồi. Nhưng mà cái sự chênh lệch giá đó với những so với những cái ưu điểm của nó mang lại thì nó có đáng không anh chị ha? Chúng ta có một cái màn hình LED đỏ lớn nhất, gần như là lớn nhất trong các dòng cân điện tử của Yahoo. Cho nên là chúng ta cái cảm giác rất dễ đọc số. Nếu như mà anh chị đứng xa, cách xa cái cân khoảng chừng 5m thì anh chị cứ yên tâm đọc số bình thường. Cho nên là đặt mục tiêu là anh chị nào mà cần một cái cân điện tử có màn hình LED đỏ to rõ nhất để anh chị dễ dàng đọc số từ xa thì anh chị cứ yên tâm chọn dòng cân TBE này đi. Còn nếu mà đặt vấn đề là anh chị cần một cái dòng cân tiết kiệm pin nhất thì anh chị cứ chọn dòng cân A12. Như vậy là hai cái cân này nó có hai mục đích sử dụng khác nhau anh chị ha. Một anh thì tiết kiệm pin nhất là A12. Một anh là có cho mình cái cảm giác mà dễ cân nhất, dễ sử dụng nhất, dễ dàng đọc số từ xa nhất thì anh chị cứ yên tâm chọn cái dòng cân TBE này. Và bây giờ chúng ta sẽ bước sang cái dòng cân thứ ba, đó là dòng cân JBKI 3001 của Yadawa Đài Loan. Một câu hỏi đặt ra là chất lượng của Yadawa Đài Loan nó có khác biệt gì nhiều so với Yahoo China hay không? Một số anh chị thì suy nghĩ rằng Đài Loan cũng là Trung Quốc cũng là Đài Loan thôi thì có gì khác nhau đâu. Nhưng thật ra với hàng điện tử nói chung và với cân điện tử nói riêng thì hàng của Đài Loan nó khác biệt nhiều lắm, nó chất lượng hơn nhiều lắm so với hàng China. Cho nên anh chị rằng nếu như mà chị không thích hàng China thì anh chị cứ yên tâm hàng chọn cân Yadawa Đài Loan này anh chị nhé.
Ngoài ra nó có nhiều cái chức năng hay khác, ví dụ như là cân thiếu đủ thừa. Thiếu đủ thừa có nghĩa là anh chị đóng bao á, anh chị muốn cân kiểm tra cái hàng hóa của mình nó có thiếu hay có thừa hay không á, thì cái cân này nó báo tít 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 tà 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 để báo thiếu báo thừa cho anh chị, để anh chị cân kiểm tra nó dễ dàng hơn. Ngoài ra trong lĩnh vực mà chăn nuôi gà vịt heo á, thì anh chị cũng hay chọn cái mẫu cân này, tại vì nó có chức năng cân chốt số, nghĩa là con heo, con gà, con vịt mà nó dao động á, khi một khi nó ổn định rồi, 1-2 giây sau khi nó ổn định rồi thì nó bắt số luôn, nó chốt số luôn, số nó không thay đổi nữa, và giúp cho mình ghi số nó dễ dàng hơn và nó nhanh hơn. Chúng ta bước qua cái dòng cân thứ tư, đó là dòng cân DI28S của Nhật. Khi nhắc đến cân điện tử Nhật thì thường thường người ta sẽ nhớ đến ngay đến cân điện tử DG. Và cái mã DI28S này gần như là một cái mã sản phẩm mà bảo chứng cho cái chất lượng của hàng Nhật. Nghĩa là anh chị nào mà là không thích những cái dòng cân điện tử Đài Loan Trung Quốc khác thì anh chị cứ yên tâm chọn DI28S này. Ngoài những chức năng cân thông thường thì cân điện tử DI28S có nhiều chức năng hay khác, như là cân thiếu đủ thừa, tương tự như là mã 3001 vừa rồi, hay là chức năng cân chốt số khi cân gà vịt heo, thì cân điện tử DI28S này cũng có. Cho nên là anh chị nào trong lĩnh vực chăn nuôi á, thì cái mã DI28S này nè, rất được nhiều anh chị chọn cái mã này. Tại vì thứ nhất, DG là một thương hiệu rất nổi tiếng của Nhật. Thứ hai, nó có nhiều chức năng chốt số để cân gà vịt heo, cho nên ở vùng nông thôn á, anh chị chọn nhiều cái mẫu cân này lắm. Chúng ta bước sang cái dòng cân thứ 5, đó là dòng cân Ohau T31B của Mỹ. Và dĩ nhiên là Ohau T31B này một cái mẫu cân rất đáng chọn mua. Và gần như là anh chị nào đã từng sử dụng qua thương hiệu cân điện tử Ohau rồi thì rất ít khả năng mà chuyển sang cái thương hiệu cân điện tử khác. Tại vì Ohau là một thương hiệu cân điện tử rất bền và rất đáng chọn mua anh chị ha. Và bây giờ chúng ta sẽ chuyển sang cái mã cân điện tử thứ 6 anh chị ha. Đó là mã cân điện tử ZPKI501. Đây là dòng cân thủy sản chống nước, nghĩa là cả cái đầu cân lẫn cái bàn cân bên dưới đều chống nước, chống rỉ tốt anh chị ạ. Như vậy là trong cái hoàn cảnh sử dụng nào thì chúng ta nên chọn cái dòng cân ZPKI501 này. Ví dụ như trong công ty giết mổ gia súc gia cầm nè, ví dụ như công ty chế biến thủy hải sản nè, ví dụ như là những công ty đóng bao phân bón nè, thì trong những cái môi trường mà có nước, có hóa chất ăn mòn thì anh chị cứ yên tâm chọn cái dòng cân ZPKI501 này, tại vì anh chị yên tâm xịt rửa và màn hình LED đỏ nữa, cho chúng ta cái cảm giác rất là dễ đọc số trong điều kiện thiếu sáng. Và tiếp theo thì chúng ta sẽ đến cái dòng cân thứ 7 trong cái top 7 cân điện tử 150kg phổ biến nhất trên thị trường hiện nay. Đó là mã là ZPKI520. Đây cũng là một trong những cái mẫu cân thủy hải sản chống nước tốt anh chị ạ. So với dòng cân ZPKI501 vừa rồi thì cái mã ZPKI520 này có gì hơn? Mã cân này cũng được dùng tốt trong những công ty chế biến thủy hải sản, công ty giết mổ gia súc gia cầm hay là những công ty đóng bao phân bón. Tuy nhiên nó có một cái hơn, đó là cái đầu cân inox nó bảo vệ tốt hơn cái mọc ở bên trong. Thứ hai là cái mã cân ZPKI520 này có màn hình LED đỏ lớn hơn, cho nên là trong những hoàn cảnh sử dụng như là giết mổ gia súc gia cầm, chế biến thủy hải sản hay là đóng bao phân bón mà anh chị cần một cái cân inox chống nước chống rỉ với cái màn hình LED đỏ lớn hơn để anh chị dễ dàng đọc số hơn, hay là để anh chị quan sát bằng camera, thì mã ZPKI520 này là
mã cân mà đáng được chọn hơn anh chị ha. Như vậy là cân điện tử Gia Phát mới vừa gửi đến anh chị là top 7 những dòng cân điện tử 150kg phổ biến nhất hiện nay. Để giúp anh chị mà phân biệt được từng cái mã sản phẩm vừa rồi á, thì cân điện tử Gia Phát gợi ý lại cho anh chị những ưu điểm nổi bật của từng dòng ha. Cân điện tử A12 nè là giá rẻ nhất. Cân điện tử XK3190TPE màn hình lớn nhất. Cân điện tử JBKFI 3001 của Gia Đa Đài Loan, anh chị không thích nào hàng Trung Quốc thì cứ chọn mã này. Cân điện tử DI28MX của Nhật, một thương hiệu cân tử Nhật Bản rất đáng tin cậy. Cân điện tử Ohau T31B, anh chị nào đã sử dụng Ohau rồi thì cứ yên tâm chọn tiếp. Cân điện tử JBKFI 501 là cân điện tử inox trong nước trong rỉ, anh chị sử dụng tốt trong những công ty chế biến thủy hải sản hoặc là giết mổ gia súc gia cầm. Cân điện tử JBKFI 520, nếu anh chị quan sát thêm bằng camera trong lò giết mổ gia súc gia cầm hay là đóng bọc phân bón hay là chế biến thủy sản thì anh chị sẽ chọn mã này. Và như vậy thì anh chị có cái nhìn tổng quan hơn về 7 cái dòng cân điện tử phổ biến nhất trên thị trường hiện nay anh chị ha. Và để tìm xem lại video lúc này trên YouTube, anh chị gõ cân Gia Phát top 7 cân điện tử 150kg thì YouTube sẽ hiển thị đúng video clip này hoặc là những video clip tương tự về những dòng cân điện tử 150kg thôi anh chị ha. Xem xong video này mà anh chị cần tìm hiểu thêm những thông tin về thông số kỹ thuật để anh chị so sánh trực tiếp những cái dòng cân này với nhau á, thì anh chị có thể truy cập đến website cân gia phát.com hoặc là cân điện tử gia phát.com. đây là hai trong những website chính của công ty cân điện tử Gia Phát chuyên về những dòng cân điện tử 150kg như thế này, có đầy đủ những thông số kỹ thuật hay là hình ảnh cụ thể hay là những video clip chuyên của từng dòng cân để anh chị có cái nhìn tổng quan hơn nữa. Hoặc là anh chị cần liên lạc để mua cân điện tử hoặc là sửa cân điện tử 150kg như thế này thì đơn giản lắm, anh chị cứ cầm điện thoại lên và gọi ngay đến số hotline hiển thị trong màn hình, đó là 0909 899 833 hoặc là 0909 859 833. Đây là hai số hotline chính của công ty cân điện tử Gia Phát và sẽ có đội ngũ nhân viên của cân điện tử Gia Phát lắng nghe một cuộc gọi của anh chị về báo giá tốt nhất, về giao cân nhanh nhất hay là về di chuyển tận nơi để sửa cân cho anh chị. Và anh chị xem video này trên YouTube thì cũng đừng quên nhấn vào nút subscribe hay nút đăng ký bên dưới video này để nhận được nhiều hơn video clip mới nhất từ cân điện tử Gia Phát anh chị nhé. Hoặc là để lại những lời comment bên dưới video clip này để cân điện tử Gia Phát hiểu anh chị đang cần hỗ trợ gì thì cân điện tử Gia Phát sẽ phản hồi nhanh nhất ạ. Cân điện tử Gia Phát cảm ơn anh chị rất nhiều đã dành thời gian thêm trọn video clip này. Chúc anh chị nhiều sức khỏe, công việc thuận lợi và kinh doanh phát đạt ạ. Và khi nào anh chị cần đến cân điện tử 150kg thì anh chị đừng quên gọi đi nhanh đến số hotline hiển thị trên màn hình anh chị nhé.